À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào các em, chào mừng các em đến với video bài giảng địa lý 11 sách cánh diều. Phần đầu tiên, trong cuốn sách địa lý 11 cánh diều này, chúng ta cùng đi tìm hiểu về một số vấn đề về kinh tế, xã hội của thế giới. Bài học đầu tiên hôm nay của chúng ta đó chính là bài 1, tìm hiểu về sự khác biệt, trình độ phát triển, kinh tế, xã hội của các nhóm nước trên thế giới và một số các mục tiêu mà các em cần đạt được sau khi học xong bài này đó là: thứ nhất, đó là sẽ phân biệt được các nước trên thế giới theo trình độ phát triển kinh tế như là nước phát triển và nước đang phát triển với các chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người hay là cơ cấu kinh tế và chỉ số phát triển con người. Mục tiêu thứ hai đó là trình bày được sự khác biệt về kinh tế, xã hội của các nhóm nước. Mục tiêu thứ ba đó là sử dụng được bản đồ để xác định sự phân bố các nhóm nước và từ đó phân tích được cái bảng số liệu thống kê về kinh tế, xã hội của các nhóm nước. Mục tiêu cuối cùng đó là thu thập được tư liệu về kinh tế, xã hội của một số nước từ các nguồn khác nhau. Khái quát nội dung bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu. Thứ nhất, đó là về các nhóm nước. Và thứ hai, đó là sự khác biệt về kinh tế xã hội của các nhóm nước. Trong phần nội dung về các nhóm nước, chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu về nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển. Về nội dung sự khác biệt về kinh tế xã hội của các nhóm nước, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự khác biệt về kinh tế và sự khác biệt về xã hội giữa các nhóm nước. Sau đây, cô và các em sẽ cùng nhau bước vào nội dung đầu tiên của bài học ngày hôm nay. Một lớn, các nhóm nước. Vậy, các nhóm nước ở trên thế giới được chia thành những nhóm nước nào và các chỉ tiêu nào được lựa chọn để phân chia các nhóm nước? Và các em hãy đọc thông tin trong sách giáo khoa để trả lời giúp cô. Các nước trên thế giới được chia thành mấy nhóm, các chỉ tiêu để phân chia các nhóm nước? Vâng, và chúng ta có thể nhận ra các nước trên thế giới được chia thành hai nhóm nước, đó là nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển. Và việc phân chia các nhóm nước được dựa vào ba chỉ tiêu. Thứ nhất, đó là chỉ tiêu về tổng thu nhập quốc gia bình quân đầu người, viết tắt là GNI trên người. Tổng thu nhập quốc gia bình quân đầu người là gì ạ? Là chỉ tiêu quan trọng dùng để đánh giá và so sánh trình độ phát triển kinh tế và mức sống dân cư giữa các quốc gia. Dựa vào cái chỉ tiêu GNI trên người năm 2020 thì Ngân hàng Thế giới đã phân chia các nước thành 4 nhóm có chỉ tiêu GNI trên người là nhóm có thu nhập cao, chỉ tiêu GNI trên người trên 12.535 đô la Mỹ và các nước thu nhập trung bình cao từ 4.046 đến 12.535 đô la Mỹ, các nước có thu nhập trung bình thấp từ 1.035 đến 4.045 đô la Mỹ và cuối cùng là các nước thu nhập thấp dưới 1.035 đô la Mỹ. Chỉ tiêu để phân biệt các nhóm nước thứ hai đó chính là cơ cấu kinh tế, đặc biệt là cơ cấu kinh tế theo ngành. Vậy cơ cấu kinh tế theo ngành là gì ạ? Cơ cấu kinh tế theo ngành là cơ cấu phản ánh trình độ phân công lao động xã hội, thể hiện cái trình độ phát triển khoa học công nghệ và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của nước đó. Cơ cấu kinh tế theo ngành được chia thành các ngành như nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản, ngành công nghiệp xây dựng và ngành dịch vụ. Chỉ tiêu thứ ba để phân chia các nhóm nước đó là chỉ số phát triển con người, viết tắt là HDI. Chỉ số phát triển con người là gì ạ? Chỉ số phát triển con người HDI phản ánh sức khỏe, giáo dục và thu nhập của con người. Đây là một trong những chỉ tiêu đánh giá trình độ phát triển của một quốc gia. Chỉ số phát triển con người nhận giá trị từ 0 đến 1,0. HDI càng gần 1,0 có nghĩa là trình độ phát triển con người ngày càng cao và ngược lại, nếu chỉ số HDI càng gần 0 thì chỉ số phát triển con người càng thấp.
Dựa vào HDI năm 2020 thì Liên Hợp Quốc đã phân chia các nước thành 4 nhóm là chỉ số HDI rất cao từ 0,8 trở lên, mức cao từ 0,7 đến 0,79, mức trung bình từ 0,55 đến 0,69 và mức thấp là dưới 0,55. Ví dụ về chỉ số GINA trên người, chúng ta có thể thấy trong bản đồ dưới đây. Các nước có GINA trên người cao đó là Hoa Kỳ, Australia, Nhật Bản, Na Uy hay là Thụy Điển. Ngược lại thì có những nước có GINA trên người ở mức rất thấp, đó là dưới 1.000 đô la Mỹ như Algeria, Somalia hay là Nam Sudan. Về chỉ số HDI thì nước có chỉ số HDI cao như là Na Uy với 0,957, hay là Ireland với 0,955 và Thụy Sĩ với 0,955. Ngược lại thì các nước có chỉ số HDI thấp như là Niger 0,394, hay Cộng hòa Trung Phi 0,397 và SAT là 0,398. Vậy, dựa vào các thông tin cũng như hình 1 và bảng 1.1, các em hãy cho cô biết các nhóm nước có sự khác nhau như thế nào về các chỉ tiêu. Và dưới đây chúng ta có được sự khác nhau về các chỉ tiêu giữa các nhóm nước như sau. Nhóm nước phát triển thì chỉ tiêu GINA trên người ở mức thu nhập cao. Ngược lại, các nhóm nước đang phát triển có chỉ số GINA trên người ở mức thu nhập trung bình và trung bình cao. Đặc biệt là một số nước còn có mức GINA trên người ở mức thu nhập thấp. Về cơ cấu GDP thì ở nhóm nước phát triển có tỷ trọng ngành nông nghiệp thấp, dịch vụ là chủ yếu. Trong khi đó thì ở các nhóm nước đang phát triển, cơ cấu GDP, ngành nông nghiệp và công nghiệp xây dựng vẫn chiếm tỷ lệ lớn, ngành dịch vụ thì tỷ trọng chưa cao. Về HDI, nhóm nước phát triển có HDI ở mức rất cao, chất lượng cuộc sống người dân tốt. Ngược lại thì các nhóm nước đang phát triển thì HDI chỉ ở mức cao, thậm chí có một số nước thì HDI vẫn ở mức trung bình. Ví dụ điển hình, chúng ta có thể xem ở bản đồ về cơ cấu ngành kinh tế của Việt Nam với Nhật Bản năm 2020. Có thể thấy cơ cấu GDP của Việt Nam khác hoàn toàn so với Nhật Bản, trong khi ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của Việt Nam vẫn chiếm tỷ trọng cao, đạt 14,9%, thì ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của Nhật Bản chỉ đạt 1%. Và đặc biệt ngành dịch vụ của Việt Nam chỉ chiếm hơn 50%, 51,4%, thì ngành dịch vụ của Nhật Bản đã chiếm tới 70,3%. Tiếp theo, dựa vào hình 1, bản đồ HDI, cơ cấu GDP và GINA trên người của một số nước trên thế giới năm 2020, các em hãy giúp cô xác định một số nước phát triển và đang phát triển thể hiện ở trên bản đồ. Như vậy, chúng ta có thể xác định các nước phát triển là những nước nào ạ? Thứ nhất là Hoa Kỳ, thứ hai là Canada, Đức, Nhật Bản và Liên bang Nga. Và một số nước đang phát triển như là Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi và Indonesia. Vậy, từ sự khác nhau về các chỉ tiêu giữa các nhóm nước sẽ dẫn đến sự khác biệt như thế nào về kinh tế và xã hội giữa các nhóm nước này? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu sau mục 2 lớn, sự khác biệt về kinh tế, xã hội của các nhóm nước. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi tìm hiểu sự khác biệt về kinh tế giữa các nhóm nước. Vậy, giữa các nhóm nước có sự khác biệt về kinh tế như thế nào? Các em hãy đọc nội dung trong sách giáo khoa và trả lời giúp cô. Và sự khác biệt về kinh tế giữa các nhóm nước ở đây là gì ạ? Thứ nhất, về quy mô, tốc độ phát triển kinh tế, chúng ta có thể thấy ở nhóm các nước phát triển thì có quy mô kinh tế lớn và đóng góp lớn vào quy mô kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó còn có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá ổn định. Ngược lại thì ở nhóm các nước đang phát triển thì thường có quy mô kinh tế nhỏ hơn và đóng góp không lớn vào quy mô kinh tế toàn cầu, ngoại trừ một số nước như là Trung Quốc hay Ấn Độ. Bên cạnh đấy thì nhiều nước cũng có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá nhanh. Về khía cạnh cơ cấu kinh tế
thì các nước phát triển đã tiến hành công nghiệp hóa từ sớm và đi đầu trong các cuộc cách mạng công nghiệp. Cơ cấu kinh tế của các nước này thì chuyển dịch theo hướng phát triển nền kinh tế tri thức. Ngành dịch vụ có đóng góp nhiều nhất trong cơ cấu GDP. Trong khi đó thì các nước đang phát triển chỉ đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cơ cấu kinh tế ở hầu hết các nước đang phát triển thì chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bắt đầu tăng cái tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng và ngành dịch vụ. Khía cạnh trình độ phát triển kinh tế thì ở nhóm nước phát triển có trình độ phát triển kinh tế cao, các nước này tập trung vào các ngành có hàm lượng khoa học và công nghệ tri thức cao, chiếm đến 70% các sản phẩm xuất khẩu của thế giới về dịch vụ viễn thông, máy tính hay là công nghệ thông tin. Còn lại, phần lớn các nước đang phát triển thì có trình độ phát triển kinh tế thấp hơn. Một số nước mới chỉ đang bắt đầu chú trọng phát triển các ngành có hàm lượng khoa học công nghệ và tri thức cao. Nhìn vào hình dưới đây, chúng ta có thể thấy đóng góp của các nền kinh tế phát triển đối với kinh tế toàn cầu rất rõ, như là các nước phát triển Mỹ hay Trung Quốc, Nhật Bản. Mỹ đóng góp đến hơn 20.000 tỷ, Trung Quốc đóng góp hơn 13.000 tỷ và Nhật đóng góp gần 5.000 tỷ cho nền kinh tế thế giới. Trong khi đó, các nước đang phát triển rất nhỏ bé, đóng góp không đáng kể vào nền kinh tế thế giới. Tìm hiểu xong nội dung về sự khác biệt kinh tế giữa các nhóm nước, chúng ta bước sang phần 2 nhỏ, sự khác biệt về xã hội giữa các nhóm nước. Vậy, giữa các nhóm nước có sự khác nhau như thế nào về xã hội? Các em hãy đọc thông tin trong sách giáo khoa và trả lời giúp cô câu hỏi này. Và chúng ta có sự khác nhau về xã hội giữa các nhóm nước trên thế giới như thế nào ạ? Thứ nhất, về khía cạnh dân cư và đô thị hóa, thì các nước phát triển có tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp, đặc biệt là nhiều nước có cơ cấu dân số già đã gây ra những vấn đề cần giải quyết như là thiếu nguồn lao động, tăng cái chi phí phúc lợi xã hội. Các nước phát triển thì có quá trình đô thị hóa diễn ra từ sớm, có tỷ lệ dân thành thị cao, nhiều nước thì tỷ lệ dân thành thị đã lên tới 90%. Đặc biệt là các nước phát triển thì có chất lượng cuộc sống ở mức cao và rất cao. Ngược lại thì phần lớn các nước đang phát triển lại có tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao, tuy nhiên cũng có xu hướng giảm, nhưng mà vẫn còn cao. Cơ cấu dân số ở các nước đang phát triển là cơ cấu dân số trẻ. Cơ cấu dân số trẻ này đã gây áp lực về vấn đề việc làm, nhà ở. Một số nước đang chuyển dịch sang cơ cấu dân số già, trong khi kinh tế phát triển còn chậm đã gây ra nhiều khó khăn về nguồn lao động. Ngoài ra thì nhiều nước có tỷ lệ dân thành thị thấp và trình độ đô thị hóa chưa cao, nhưng cái tốc độ đô thị hóa lại khá nhanh. Chất lượng cuộc sống ở mức cao và trung bình, tuy nhiên một số nước chất lượng cuộc sống vẫn ở mức thấp. Về khía cạnh giáo dục và y tế, đầu tiên, các nước phát triển thì có hệ thống giáo dục y tế phát triển, tuổi thọ trung bình của người dân cao. Ngược lại, các nước đang phát triển thì hệ thống giáo dục và y tế đã có nhiều tiến bộ. Số năm đi học trung bình của nhóm từ 25 tuổi trở lên đang tăng và tuổi thọ trung bình của người dân cũng được tăng lên. Quan sát vào bảng 1.3 trong sách giáo khoa, một số chỉ tiêu về xã hội của một số nước năm 2020, chúng ta có thể thấy sự khác biệt về các chỉ tiêu xã hội giữa các nước phát triển và nước đang phát triển như thế nào ạ? Đầu tiên, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của Cộng hòa Liên bang Đức ở mức âm 0,3%. Ngược lại thì Indonesia, một nước đang phát triển, có tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là 1,1%. Về tuổi thọ trung bình, thì các nước phát triển có tuổi thọ trung bình luôn cao hơn các nước đang phát triển. Điển hình như Canada có tuổi thọ trung bình là 81,7 năm, trong khi đó Indonesia chỉ có tuổi thọ trung bình là 71,9 năm. Tỷ lệ dân thành thị của các nước phát triển ổn định ở mức cao, như Canada là 81,6%, Cộng hòa Liên bang Đức là 77,5%. Ở các nước đang phát triển thì tỷ lệ dân thành thị rất khác nhau. Ví dụ như Brazil thì có tỷ lệ dân thành thị cao, chiếm đến 87,1%. Nhưng Indonesia cũng là một nước đang phát triển nhưng
tỷ lệ dân thành thị lại chỉ đạt 56,6%. Một ví dụ khác về tuổi thọ trung bình giữa các nước phát triển và nước đang phát triển, đó là tuổi thọ trung bình của Nhật Bản, một nước phát triển đứng thứ 3 thế giới. Tuổi thọ trung bình ở Nhật Bản cao nhất thế giới, với nam là 81,64 tuổi và ở nữ là 87,74 tuổi. Trong khi đó thì nước Cộng hòa Trung Phi là một nước đang phát triển. Đây là một trong số các quốc gia có tuổi thọ trung bình thấp nhất thế giới, chỉ đạt 45,91 tuổi. Như vậy, đến đây, cô trò chúng ta đã tìm hiểu xong bài 1, sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế xã hội của các nhóm nước. Tổng kết bài học ngày hôm nay, chúng ta đã đi tìm hiểu được các nhóm nước, gồm nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển, cũng như các chỉ tiêu để phân chia nhóm nước. Thứ hai, chúng ta đã tìm ra được sự khác biệt về kinh tế và xã hội giữa các nhóm nước. Thứ nhất đó là sự khác biệt về kinh tế và thứ hai là sự khác biệt về xã hội giữa các nhóm nước trên thế giới. Tiếp theo, sau đây, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi giải quyết một số bài tập trong sách giáo khoa. Và bài tập đầu tiên chúng ta cùng nhau làm đó là bài luyện tập trang 8 sách giáo khoa địa lý 11 cánh diều. Đề bài yêu cầu chúng ta làm gì ạ? Lập bảng tóm tắt sự khác nhau về kinh tế và xã hội của hai nhóm nước phát triển và đang phát triển. Đối với bài tập này các em cảm thấy như thế nào ạ? Rất dễ đúng không ạ? Chúng ta đã tìm hiểu về các khía cạnh kinh tế và xã hội, sự khác nhau giữa các khía cạnh này giữa hai nhóm nước phát triển và đang phát triển. Nhiệm vụ của các em đó chỉ là tìm ra các khía cạnh đó và xếp xếp vào bảng tóm tắt sự khác nhau về kinh tế và xã hội của hai nhóm nước phát triển và đang phát triển. Và dưới đây, cô đã lập một bảng tóm tắt sự khác nhau về kinh tế và xã hội của hai nhóm nước phát triển và đang phát triển. Các em có thể tham khảo. Thứ nhất, đó là sự khác biệt về kinh tế và xã hội. Về kinh tế, sự khác biệt được thể hiện ở ba khía cạnh. Thứ nhất là quy mô tốc độ phát triển kinh tế, thứ hai là cơ cấu kinh tế và thứ ba là trình độ phát triển kinh tế. Về xã hội thì sự khác biệt được thể hiện ở hai khía cạnh, một là dân cư và đô thị hóa, hai là giáo dục và y tế. Các em có thể đọc và quan sát các nội dung, sự khác biệt trong từng khía cạnh và hoàn thành bài tập của mình. Tiếp theo, chúng ta sang bài tập thứ hai. Bài tập vận dụng trang 8 sách giáo khoa địa lý 11 cánh diều. Đề bài yêu cầu chúng ta thu thập tư liệu từ các nguồn khác nhau về GNI trên người và HDI của ít nhất một nước đang phát triển và một nước phát triển trong giai đoạn hiện nay. Thì cô đã thu thập được tài liệu về GNI trên người của một số nước trong khu vực Đông Nam Á năm 2020. Chúng ta có thể thấy một nước phát triển và một nước đang phát triển trong biểu đồ này là nước Singapore và Việt Nam. Singapore có GNI trên người ở mức 86.480 đô la Mỹ, trong khi đó Việt Nam chỉ ở mức 8.150 đô la Mỹ. Tiếp theo, về chỉ số HDI, cô đã tìm được một bảng thống kê về chỉ số HDI ở khu vực châu Á. Chúng ta có thể lấy chỉ số HDI của một nước đang phát triển như là Việt Nam ở mức 0,704 và một nước phát triển như Singapore là 0,938. Và từ cái ví dụ của cô, các em hãy thu thập nguồn tài liệu khác nhau về GNI trên người và HDI của các nước phát triển và các nước đang phát triển khác nhau để hoàn thành bài tập này. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo cùng vietjet.com. Khóa học Vietjet, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.